Alo, Đây. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Tấn Tùng và tất cả các quý thầy cô đồng nghiệp, hôm nay tôi là Đỗ Thị Bình An và tôi xin trình bày một số các cái tiếp cận trong chẩn đoán bệnh lý bệnh bạch cầu mạn dòng lympho. Trước hết là một số các cái khái niệm cơ bản. Dòng bạch cầu mạn, dòng lympho là sự tăng sinh đơn dòng của các tế bào bạch B hoặc tế bào T trưởng thành. Và phần lớn về mặt hình thái thì các tế bào này có kích thước nhỏ với số lượng tế bào B ở tế bào T vì cái này là căn cứ trên số lượng tuyệt đối của máu ngoại vi là trên 5 gigalit tế bào. Theo WHO của 2016 bổ sung 2017 của thống kê, tỷ lệ leukemia kênh dòng lympho chiếm khoảng 5 trên 100.000 dân mắc mới mỗi năm. Và độ tuổi trung bình thì trước đây được công bố là độ tuổi trung bình là 70. Tuy nhiên, với các báo cáo về các bệnh lý huyết học gần đây thì thấy rằng độ tuổi trung bình của bệnh nhân leukemia kênh dòng bạch cầu dòng lympho càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Ở bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi cũng đã gặp và có làm những cái xét nghiệm flow cho những cái bệnh nhân có độ tuổi leukemia kênh khá là trẻ, 40. Đây là một số các hình ảnh minh họa về máu ngoại vi. Thì ở trên hình ảnh này chúng ta có thể nhìn thấy là với những cái trên hình ảnh tế bào ở đây là hình ảnh của máu ngoại vi. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái tế bào hầu hết là những cái lymphocyte với các cái mức độ ở đây. Hầu hết là các lymphocyte với kích thước nhỏ và phần nguyên sinh chất thì rất là hẹp đối với cả hai bên bệnh nhân. Và đây là trong cái hình ảnh của tùy xương của bệnh nhân ạ. Hình ảnh tùy xương thì chúng ta có thể thấy là việc tăng sinh của lympho đã trở nên rất là nhiều và lấn át gần như là hoàn toàn các dòng tế bào máu khác. Đây là hình ảnh dịch tùy xương hút cho huyết thủy đồ và ở dưới là hình ảnh của sinh thiết tùy xương thì chúng ta có thể thấy là hình ảnh của các tế bào lympho lan tràn trong các khoang sinh máu. Thậm chí là chúng ta không còn nhìn thấy cái hình ảnh của các cái tổ chức đệm mỡ nữa. Dụ như ở bệnh nhân bên này thì chúng ta còn thấy được một chút cái phần tổ chức đệm mỡ. Tuy nhiên là đối với hình ảnh của những bệnh nhân mà tăng sinh khá là nhiều như thế này thì thậm chí có những trường hợp mà những khoang sinh máu không còn một chút tổ chức đệm mỡ, tổ chức sinh máu nào cả ngoài các cái tế bào tăng sinh của dòng lympho. Và trên cái hình ảnh nhuộm hóa mô miễn dịch của dòng lympho thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái sự phát triển dày đặc của các cái tế bào chủ yếu là B lympho. Tôi đang nói về trường hợp tăng sinh của B lympho. Một cái đặc điểm rất là lớn là đối với hầu hết các leukemia kênh dòng lympho thì các cái tế bào sinh máu bình thường, ví dụ như các tế bào tuổi trung gian của dòng bạch cầu hạt là sẽ rất hiếm thấy, thậm chí là trưởng thành ạ. Tỷ lệ tế bào tuổi trưởng thành cũng rất thấp trong các cái tế bào của dòng tủy và máu ngoại vi ạ. Như vậy thì chúng ta có thể nhận thấy là với các đặc điểm hình thái thường gặp ở một leukemia kinh dòng lympho thì chúng ta sẽ thấy là các lympho hầu hết là có kích thước nhỏ và nguyên sinh chất thì rất hẹp. Trong đó có dưới 55% là tiền lympho và khi trên 55% là tiền lympho thì sẽ được coi là những gọi là leukemia kinh dòng tiền lympho. Phần lớn lúc này thì các tỷ lệ lympho phải có từ trên 30% tại tủy và trên hình ảnh sinh thiết tủy xương thì có tăng sinh mạnh của dòng lympho. Đây là theo các nhận xét của WHO. Và chúng tôi cũng muốn nói thêm một chút là cái hình ảnh tiêu bản sinh thiết tủy xương mà có tăng sinh dòng lympho mạnh ở các bệnh nhân của leukemia kinh dòng lympho thì chúng ta sẽ không gặp cái hình ảnh của các nang lympho mà phần lớn các cấu trúc lympho sẽ lan tỏa và ở một cái hình thái là tương đối đồng nhất về mặt kích thước cũng như là về mặt hình dạng. Như vậy có thể thấy rằng là về mặt hình thái thì các cái tế bào dòng lympho mà nếu như định dạng là dòng gì, tuổi gì và có chắc chắn là leukemia kinh dòng lympho hay không thì trên cơ bản hình thái sẽ vô cùng khó khăn. Vì thế thì các nhà huyết học đã sử dụng các cái dấu ấn miễn dịch để phân loại của các leukemia kinh dòng lympho. Ở đây tôi muốn trình bày một số các biểu hiện dấu ấn miễn dịch của leukemia kinh dòng B lympho là thể dạng hay gặp nhất chiếm 80 đến 90%. Và như hình ảnh đây thì chúng ta thấy ạ,
Đây là một biểu đồ phân tích bằng miễn dịch tế bào dòng chảy miễn dịch, thì CD19 sẽ dương tính đồng thời với CD5 trên cái cụm tế bào của B lympho. Và ở bảng bên cạnh thì cho chúng ta thấy là các cái điểm tính, đây là một cái tiêu chuẩn được áp dụng bằng cách tính điểm, tính points của Lusmiking dòng lympho. Cách tính điểm này thì ra đời vào những năm cuối những năm 1998 và được duy trì cho đến năm 2003. Nhưng mà sau đó thì các cái cách tính này nó có những cái sự thay đổi do sự cập nhật về các biểu đồ miễn dịch. Trên biểu đồ này thì chúng ta nhận thấy là các CD nhiều nhất được tính điểm và được tính là nếu sẽ dương tính thì sẽ được coi gần như là chắc chắn đối với CD đối với lòng chẩn đoán một Lusmiking dòng lympho. Đấy là CD5 và CD23 dương tính đồng thời trên CD trên cụ quần thể có dấu ấn CD19. Tôi nhấn mạnh là như thế bởi vì này, ở đây chúng ta có thể thấy có hai cụ mà CD5 dương tính. Tuy nhiên là CD5 ở trên thì dương tính là chỉ dương tính với CD19 thôi. Và CD5 ở dưới dương tính nhưng nó hoàn toàn có thể là nằm trên tế bào B ạ. Và cái này được gọi là những biểu hiện bình thường của CD. Bởi vì trong một cái cụm hình ảnh tế bào thì chúng ta không thể nhận dạng được đâu là tế bào T, tế bào B cả. Tuy nhiên là đối với khi mà có cái hình ảnh của phân tích tế bào dòng chảy flow cytometry thì kết hợp đồng thời giữa CD5 và CD19 chúng ta mới có thể nhận định được đây là tế bào B ạ. Sau đó thì WHO năm 2008 có đưa ra một số các tiêu chuẩn để phân biệt. Đây là một cái nhánh cây được phân biệt với cái được gọi là phân biệt hình ảnh của tế bào dòng B lympho. Và trong đó thì cũng dựa vào khởi điểm là các tế bào dòng B lympho với CD19 dương tính. Sau đó là đến nhánh có CD5 dương tính và được phân biệt là Lusmiking dòng lympho sẽ gồm có các cái marker như sau. Bao gồm CD23 dương tính, CD20 dương tính, CD22 thì có thể âm tính hoặc dương tính, CD19 cũng có thể âm tính hoặc dương tính và một số marker CD khác, ví dụ như là các cái FMC7. Hiệp hội miễn dịch châu Âu, Euroflow thì có đưa ra một cái bảng phân loại miễn dịch vào năm 2016 về các cái phân biệt của các cái tế bào dòng B lympho trong cái hình ảnh chung của tăng sinh B lympho. Và ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong cái bảng này thì có cái sự phân biệt là trong cái bảng này chúng ta có thể nhìn thấy là không có sự xuất hiện của CD19, là bởi vì là có sự xuất hiện của CD19 đấy, được đánh giá là của dòng B, thì tất cả những cái tế bào này thì đầu tiên là của tế bào dòng B lympho, một cái sự tăng sinh của dòng B lympho thì đều có CD19 dương tính. Sau đó đối với Lusmiking dòng lympho thì chúng ta cũng nhìn thấy là CD5 sẽ dương tính mạnh, CD20 thì dương tính yếu, dim là yếu, tức là nó có dương tính nhưng mức độ biểu hiện ở mức yếu hơn. CD23 thì dương tính mạnh, FMC7 thì thường là âm tính và CD200 thì thường là dương tính. Hiệp hội Euroflow cho rằng là cái biểu hiện của CD20 khi mà đếm bằng các tế bào tươi, tế bào dòng chảy thì thường là có biểu hiện yếu. Điều này rất là khác biệt với việc là nhuộm hóa mô miễn dịch. Khi mà nhuộm hóa mô miễn dịch thì nhuộm trên mảnh sinh thiết và các tế bào được cố định bằng formaldehyde và dẫn đến cái tình trạng là màng tế bào có những cái yếu tố kháng thể không còn bền vững nữa. Vì thế phần lớn khi mà chẩn đoán bằng hóa mô miễn dịch thì các nhà dịch tễ bệnh sẽ sử dụng CD20 như một định hướng của dòng B lympho. Nhưng tuy nhiên đối với các tế bào sống là các tế bào B lympho được làm bằng các cái dấu ấn miễn dịch tại máu ngoại vi, tại dịch tủy thì sẽ rất là ít sử dụng CD20 mà sẽ sử dụng nhiều chủ yếu là CD19 cho các chẩn đoán của tế bào dòng B lympho. Đấy là lý do vì sao mà đối với các xét nghiệm bằng flow cytometry đa dòng thì CD20 người ta cũng nhận thấy rằng là cái mức độ biểu hiện trong tế bào dòng B thường không ổn định. Và cũng như là trong sự phát triển của các tế bào dòng B lympho mà của CD mà đã được tổ chức WHO khuyến cáo ấy, thì cũng thấy rằng là CD20 là một trong dấu ấn xuất hiện sau so với dấu ấn dòng định hướng của tế bào B lympho là CD19. Và cũng tương tự như vậy thì WHO gần đây nhất vào năm 2018 thì có đưa ra một cái bảng so sánh về số một số các cái khuyến cáo về các cái hình ảnh của tế bào dòng B lympho với các cái dấu ấn miễn dịch. Và như tôi đã nói là cái lúc này thì CD19 được mặc nhiên được coi là dương tính. Và trong đó thì chúng ta có thể nhìn thấy là Lusmiking dòng bạch cầu lympho B thì sẽ có là CD
5 dương tính rất là mạnh, CD23 dương tính mạnh, CD22 mặc dù là dấu ấn nội bào nhưng mà có thể gần như là âm tính, CD10 và FMC7 có thể dương hoặc âm tính. Và cụ thể hơn thì các hướng dẫn đã cho thấy rằng là mức độ dương tính mạnh ở đây được tính là trên 75% số ca có số tế bào có mức độ dương tính với các CD5, CD23 từ 25 đến 75% thì được tính là 1 cộng và cuối cùng là có thể có những trường hợp âm tính. Và đây là những cái biểu hiện về miễn dịch đối với các cái tế bào dòng bạch cầu mạng của dòng lympho, thì chúng ta có thể nhìn thấy trên các cái hình ảnh về biểu diện biểu đồ của về hình ảnh thì chúng tương đối giống nhau. Trừ trường hợp này thì có một số các cái prolymphocyte, thì lympho thì chúng ta có thể nhìn thấy nó có một chút cái hạt nhân. Còn lại thì đối với những hình ảnh sau thì chúng ta thấy hầu hết là rất là khó phân biệt, bởi vì các lympho thì đều chủ yếu là ở tuổi trưởng thành, nguyên tính chất rất là hẹp và cái mức độ biểu hiện thì đối với các trường hợp này nó cũng có thể nhìn thấy rõ là ví dụ như trường hợp đầu tiên thì cái CD5 là dương tính rất là mạnh với CD20. Sau đó là CD200, CD22 trong trường hợp đầu tiên thì có dương tính mạnh nhưng mà đây là một cái nguyên bào tiền lympho. Thế còn những cái trường hợp sau thì có thể thấy rằng là CD22 thậm chí là dương tính yếu hơn rất nhiều ạ. Ví dụ những cái trường hợp như này thì CD22 lại biểu hiện sẽ không rõ ràng như thế ạ. Nhưng trong khi đó thì CD5, CD19 và CD20 ở cả ba trường hợp có những biểu hiện rất là mạnh ạ. Trường hợp dưới cùng thì chúng ta có thể thấy là CD20 thì biểu hiện không rõ ràng lắm đối với leukemia kinh dòng lympho. Và tháng 5 năm 2022 thì các nhà huyết học ở trong hội nghị về Stanford có đưa ra về cái biểu hiện, mức độ biểu hiện của các CD23, CD5 và CD10 trên nhóm các bệnh nhân mà có liên quan đến tăng sinh mãn tính của dòng lympho. Và một trong số những bệnh nhân đó là leukemia kinh dòng lympho, thì chúng ta có thể nhìn thấy là nếu như trước đây thì cũng như là ở trung tâm huyết học truyền máu thì luôn luôn các bác sĩ hỏi tôi là chị ơi, có CD5 có dương tính không? Nhưng mà thực tế ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng mức độ biểu hiện đối với leukemia kinh của dòng lympho ấy thì CD23 được đánh giá là biểu hiện mạnh hơn rất là nhiều, chiếm 85% số ca leukemia kinh dòng lympho thì có CD23 dương tính, trong khi đó CD5 chỉ có 80% thôi. CD10 thì thường là không có biểu hiện và còn lại là các dấu ấn khác. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chỉ cần dựa vào sự biểu hiện và xuất hiện có mặt của CD23 và CD5 thì cũng sẽ thấy khác biệt rất nhiều so với các sự tăng sinh lympho khác. Ví dụ như là các u lympho và các dạng u lympho, và điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà nhuộm những hóa mô miễn dịch bằng tủy xương đối với các trường hợp mà các u lympho ngoài tủy nhưng có hoặc tại tủy và có xâm lấn tủy xương thì chúng ta sẽ nhuộm dựa vào cái bảng này để có thể nhìn thấy cái sự khác biệt, cái mức độ biểu hiện khác biệt của CD23 và CD5 trong các cái trường hợp u lympho này cũng có thể thấy. Bởi vì khi mà các u lympho xâm lấn tủy xương thì đôi khi có những trường hợp tạo nang nhưng có những trường hợp mà cái mức độ xâm lấn nó khá nhiều và nó sẽ không có hình ảnh tạo nang nữa. Và điều ấy dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Khi không có hình ảnh tạo nang thì chúng ta thực sự nếu như bằng morphology, bằng hình thái thì sẽ không nhận dạng được đâu là tế bào của dòng u lympho hay là tế bào sinh ra tại tủy xương, và chỉ dựa trên các cái mức độ biểu hiện này thì cũng có thể phân biệt được là đấy là u lympho tại tủy, gốc tại tủy hay là ở ngoài tủy di căn vào trong tủy xương. Hiện tại thì trung tâm huyết học truyền máu thì đang sử dụng hệ thống phân tích Navios của hãng Beckman Coulter, và chúng tôi cũng đã có một số các cái trường hợp xác định được cái leukemia kinh dòng bạch cầu mạng. Và ở đây là có một số các trường hợp điển hình như sau. Ví dụ như là trường hợp thứ nhất là một cái ca bệnh khá là điển hình với 75% tế bào ở trong máu ngoại vi là tăng sinh lympho, bệnh nhân 71 tuổi và có một cái số lượng tế bào máu ngoại vi chỉ là 10 gigalit thôi, nhưng với 71% lympho thì chúng ta đã có hơn 70% lympho thì chúng ta đã có đủ cái tiêu chuẩn về số lượng tuyệt đối của dòng lympho là trên 5 gigalit. Và các cái marker lympho đã được dương tính như sau là CD19 dương tính, CD23 dương tính, CD5 dương tính, CD10 âm tính, CD22 âm tính. Và trong cái này thì tôi có làm thêm và có thấy rằng CD38 dương tính.
Đây là một ca bệnh về u lympho khá là điển hình, bao gồm có cả từ các yếu tố lâm sàng, bệnh nhân thiếu máu nhẹ, giảm tiểu cầu nhẹ, lách to độ 1 và về các chỉ số lâm sàng khác như là về các marker miễn dịch thì đầy đủ. Khi chọc tủy thì bệnh nhân có sự xâm lấn và cũng panel cũng tương tự như máu ngoại vi. Ca bệnh thứ hai tôi muốn giới thiệu là một bệnh nhân 47 tuổi. Tuy nhiên là ở bệnh nhân này chúng ta có thể nhìn thấy là số lượng tế bào lympho lên tới 78,5%, tức là gần 80%. Số lượng bạch cầu máu ngoại vi là 37 gigalit. Và ca bệnh này thì có cái biểu hiện miễn dịch như sau: CD19 dương tính, CD5 dương, CD23 dương tính, CD5 dương tính, CD22 dương tính. Tuy nhiên là FMC7 âm tính. Đây là một cái ca bệnh mà có cái FMC7 âm tính. Và nhìn trên biểu đồ này chúng ta có thể thấy là CD5 dương tính rất là mạnh đồng thời với CD19 này đấy. Và biểu hiện của các marker CD chủ yếu ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên là bệnh nhân này thì cũng có trường hợp là CD38 cũng có dấu hiệu là CD38 dương tính. Tuy nhiên là CD38 dương tính của cái bệnh nhân này thì lại ở mức độ tương đối yếu. Và đây là một trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba này thì là bệnh nhân 52 tuổi, là nữ, không có biểu hiện gì nhiều về mặt lâm sàng, bệnh nhân thấy mệt mỏi, đi khám, số lượng bạch cầu ngoại vi là 17 gigalit. Và trong khi làm xét nghiệm thì chúng tôi thấy rằng máu ngoại vi có tới 72,8% là lympho. Và các biểu hiện miễn dịch của bệnh nhân bao gồm là CD19 dương tính, CD79A dương tính, CD22 dim, CD20 dương tính, kappa dương tính, CD5 dương tính, CD23 âm tính, CD10 âm tính và FMC7 âm tính và CD38 dương tính. Tôi muốn trở lại cái trường hợp 2 và trường hợp 3 nếu như khác với trường hợp đầu là một cái leukemia rất là điển hình về mặt các cái dấu ấn miễn dịch lâm sàng. Thì các ca bệnh thứ hai và thứ ba của chúng tôi là những ca bệnh hoàn toàn không điển hình tí nào về mặt lâm sàng, về mặt dấu ấn miễn dịch. Tại sao lại có những cái nghiên cứu như thế? Bởi vì là người ta thường thấy rằng là có những trường hợp mà phải có CD5 dương tính hoặc CD23 dương tính thì mới được coi là những leukemia kinh dòng lympho. Vì vậy chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là CD bạch cầu mãn dòng lympho thì thường có biểu hiện của kháng nguyên CD5. Tuy nhiên là có từ 7-20% tùy theo các nghiên cứu, tùy theo dịch tễ vùng miền. Ví dụ một số nghiên cứu ở Bắc Mỹ thì cho rằng tỷ lệ này thậm chí lên tới 24%. Số lượng bệnh nhân bạch cầu mãn dòng lympho thì sẽ có CD5 âm tính. Tuy nhiên đối với một nghiên cứu khác của các khu vực, ví dụ như Ấn Độ là một đất nước khá đông dân, với cái tỷ lệ mắc bạch cầu mãn dòng lympho thì các nghiên cứu ở huyết học của Ấn Độ lại cho rằng là cái tỷ lệ mà CD5 âm tính trong các nghiên cứu của họ gặp là chỉ khoảng 7%. Như vậy có một phần nào đó có thể là nó liên quan đến yếu tố dịch tễ. Đây là những cái hình ảnh mà một leukemia dòng lympho nhưng mà lại có CD5 âm tính ở trên nhuộm máu mô miễn dịch, âm tính hoàn toàn ạ, âm tính không có một chút nào luôn ạ. Và CD23 âm tính, như lúc nãy tôi đã nói rồi là gần đây thì người ta cho rằng là CD23 là một dấu ấn nhạy hơn để được chẩn đoán bạch cầu mãn dòng lympho. Tuy nhiên là CD23 âm tính ở bạch cầu mãn dòng lympho thì có thể có chiếm tới khoảng 10% và 15% tùy từng nghiên cứu. Và để làm rõ hơn vai trò của CD23 thì một số các nhà nghiên cứu đã làm một cái xét nghiệm với quy mô lớn trong vòng 5 năm và xét nghiệm 372 bệnh nhân được chuyển đến trung tâm ung biếu Anderson và với chẩn đoán là leukemia kinh dòng lympho và bệnh đặc, và để nhận thấy rằng là các cái nhóm bệnh nhân có CD23 âm tính thì thường là có tiên lượng xấu. Cái OS của bệnh nhân thì thường khá là ngắn, dưới 24 tháng. Và bên cạnh đấy thì trong những nghiên cứu bắt đầu từ năm 2011 được công bố trên Blast và cũng như là các nghiên cứu khác của các nhà khoa học gần đây thì cũng nhận thấy rằng là bên cạnh các cái dấu ấn như CD23, CD5 thì CD38 dương tính ở trong các bệnh nhân leukemia kinh dòng lympho cũng được coi là một tiên lượng xấu. Vì sao chúng ta lại thấy rằng là CD38 được coi là một tiên xấu ở trong trường hợp cụ thể này? Bởi vì có một vấn đề là nếu như các anh chị nhìn lại vào trong biểu đồ sinh máu của tế bào thì CD38 xuất hiện ngay từ cái chu trình của tế bào gốc. Và tế bào gốc ở đây lúc này thì nó còn là giai đoạn đầu của cái quá trình hình thành đối với tất cả các tế bào dòng tủy. CD38 là một protein mang cái chức năng vận chuyển. Và khi mà CD38 xuất hiện bất thường với các biểu hiện bất thường của nó thì nó liên quan toàn bộ đến quá trình vận chuyển sao mã, dịch mã của tế bào dẫn đến sự phát triển của khối u. Đó là lý do vì sao mà CD38
Trong trường hợp của leukemia kinh, dòng lympho thì được coi là một tiên lượng xấu, bởi vì đối với những nghiên cứu gần đây thì các CD38 nhận thấy rằng là đối với các nhóm bệnh nhân có CD38 dương tính, bệnh nhân có tỷ lệ chuyển cấp cao hơn, thời gian sống ngắn hơn và đáp ứng thuốc gần như là không có. Kết thúc cái phần trình bày về leukemia kinh của dòng lympho B, tôi có trình bày sơ ngắn gọn một chút về cái leukemia kinh của dòng T lympho. Khác với dòng B lympho thì T lympho thì chủ yếu là leukemia kinh sẽ được nhận dạng ở cái nhóm gọi là tiền lympho T. Lý do là vì sao? Bởi vì với những hình ảnh mà của ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là thực ra mặc dù nói là tiền lympho nhưng mà cái tỷ lệ cái hình ảnh về mặt hình ảnh thì thực tế từ máu ngoại vi cho đến tủy xương của các tiền lympho thì hầu hết là đều khá là giống với các tế bào dòng B lympho. Và nếu mà nhìn cụ thể ra thì cũng có rất là ít tế bào có hạt nhân và gần như không có sự phân biệt. Và đây là một số các cái đặc điểm để nhận dạng các cái tiền lympho mà của được coi là một cái biểu hiện mãn tính, bao gồm có từ độ tuổi trung bình là 61. Về tỷ lệ giới gặp nam nhiều hơn nữ, các biểu hiện lâm sàng cũng tương tự như là đối với những yếu tố tăng sinh bạch cầu mãn khác, nhưng mà một sự khác biệt là thông thường đối với các tế bào dòng T lympho thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ bạch cầu tăng rất là cao, trường hợp chúng tôi gặp là lên tới 80 gigalit bạch cầu trong máu ngoại vi. Và các CD dương tính thường là CD2, CD3, CD5, CD7, CD52. Và các biểu hiện của CD48 thì thường thay đổi rất là bất thường. Trường hợp của chúng tôi gặp là gần như là cái tỷ lệ CD4, CD3 dương tính mặc dù rất mạnh nhưng tỷ lệ CD4 và CD8 rất là thấp. Trong khi CD3 dương tính tới 90% cụm nguồn thể lympho thì CD4, CD8 mỗi thứ chỉ chiếm từ 10 đến 12% thôi ạ. Các chuyển đạn gen thường đi kèm đấy là chuyển đạn 14, 14. Một số các invert, các chuyển đạn liên quan đến nhiễm sắc thể 14 ạ. Ở đây là hình ảnh nhuộm hóa môn miễn dịch. Thì khi hình ảnh nhuộm hóa môn miễn dịch thì chúng ta có thể thấy là các CD3 dương tính rất là nhiều đối với các tế bào dòng B lympho được chẩn đoán là một tiền bạch cầu mãn của dòng lympho T. Đây là một số tài liệu tham khảo của tôi, nghe bài trình bày của tôi xin hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe mọi người. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Đỗ Vinh An. Thì Đỗ Vinh An, tiến sĩ đã cho chúng ta thấy được một cái bức tranh về tiếp cận chẩn đoán, và đây thì chủ yếu là liên quan đến hình thái tế bào và sử dụng các cái dấu ấn miễn dịch để ta chẩn đoán cho bệnh nhân. Thì trong cái bài báo cáo của tiến sĩ An ấy, thì nói rất rõ liên quan đến các cái nhóm bệnh lý mà chúng ta thấy rằng nó khó chẩn đoán. Khó chẩn đoán thì phải ứng dụng các cái sự xuất hiện của các cái CD trên bề mặt tế bào cũng như về hình thái tế bào thì chúng ta có thể tiếp cận để chẩn đoán sớm nhất cho người bệnh. Tí nữa chúng ta có câu hỏi thì chúng ta sẽ hỏi ở phần thảo luận. Và xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Minh An. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời thạc sĩ Hương, sẽ Bùi Thu Hương sẽ có một báo cáo mà liên quan đến nhóm bệnh lý này là cá thể hóa điều trị bạch cầu mãn dòng lympho cập nhật từ các hội nghị quốc tế năm 2022. Xin mời bác sĩ. Dạ vâng ạ. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Tuấn Tùng, giám đốc trung tâm, kính thưa các anh chị, các quý đồng nghiệp. Sau đây em xin trình bày cái bài báo cáo về cá thể hóa điều trị bạch cầu mãn dòng lympho cập nhật từ các cái hội nghị quốc tế gần đây ạ. Về cái bài báo cáo thì em xin có 4 cái nội dung chính thôi ạ. Tổng quan về COL cập nhật mới trong điều trị, các liệu pháp mới trong điều trị và kết luận. Về định nghĩa thì bạch cầu mãn dòng lympho là một bệnh tăng sinh ác tính, số lượng đa số các trường hợp các tế bào ác tính bắt nguồn từ dòng lympho B, giống như là cái tiến sĩ Vinh An cũng vừa trình bày là cũng những trường hợp hiếm thì có thể bắt nguồn từ dòng lympho T. Và tích lũy các cái tế bào lympho nhỏ trưởng thành, khiếm khuyết chức năng và tồn tại lâu dài, xuất hiện trong máu ngoại vi, tủy xương, hạch lách gan và cơ quan tổ chức khác với cái tiêu chuẩn xác định được theo cái tiêu chuẩn của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ theo NCCN phiên bản version 3 năm 2018. Bao gồm có hai tiêu chuẩn là số lượng tế bào lympho B trưởng thành kích thước nhỏ trong máu ngoại vi tăng trên 5 gigabyte trên lít và tỷ lệ pro-lymphocyte là dưới 55%.
và chứng minh được cái tính chất đơn dòng của lympho B trong máu ngoại vi bằng kỹ thuật flow cytometry, giống như là tiến sĩ Vinh An vừa trình bày, với đặc điểm là có CD5, CD19, CD20, CD23 dương tính, ngoài ra thì còn có các cái đột biến khác. Về phân loại thì về phân loại giai đoạn thì cái phân loại giai đoạn trước đây thì mình vẫn thường dùng hai cái phân loại giai đoạn là RISE và BNET để làm cái tiêu chuẩn trong cái việc mà mình nghĩ đến là bệnh nhân có cần phải điều trị hay không. Với cái giai đoạn không triệu chứng đó là RISE dưới 3 và BNET A hoặc B. Tuy nhiên thì hiện tại thì mình thường dựa vào các cái phân nhóm nguy cơ chính, như là dựa theo các phương pháp FISH giải trình tự DNA để mình xác định được các cái đột biến của bệnh nhân, dẫn đến rằng là mình sẽ xác định được các cái nguy cơ, các cái tiên lượng của bệnh nhân, giống như là trong cái bảng trên đây ạ. Với cái đen 17Q, đen 11, đen 17P, đen 11Q hoặc là trisomy 12 bình hoặc là đen 13Q là cái bất thường duy nhất, hoặc là cái đột biến TP53 IGSV. Với người ta cũng xác định rằng là cái IGSV với trên 2% đột biến thì là yếu tố tiên lượng tốt, mà trong cái đó chỉ có dưới 2% đột biến là với cái yếu tố tiên lượng xấu, và trên 3 nhiễm sắc thể bất thường là yếu tố tiên lượng xấu ạ. Và cái giá trị của các cái yếu tố nguy cơ này theo khuyến nghị của ESMO thì đều là có mang giá trị rất là cao. Ví dụ như là cái đột biến TP53 hoặc cái đen 17P hoặc là IGSV hoặc là trisomy 10, 12 hoặc là đa bất thường nhiễm sắc thể thì đều là đóng cái vai trò là giá trị về khuyến cáo rất là cao. Về tiếp cận chẩn đoán CLL thì mình sẽ đi từ các bước về chẩn đoán xác định, chẩn đoán giai đoạn và xét các chỉ định điều trị, xác định các yếu tố liên quan đến việc lựa chọn điều trị như là các đột biến và thể trạng của bệnh nhân. Về chỉ định điều trị theo IWCLL 2018, người ta đã đưa ra các trường hợp rất là rõ ràng về việc rằng là bệnh nhân có cần phải điều trị hay không. Bởi vì trước đây á, nếu như mà bệnh nhân mà COL giai đoạn sớm thì thường sẽ được nằm trong cái nhóm là wait and watch, tức là mình sẽ theo dõi bệnh nhân một cách lâu dài cho đến khi nào bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng để mình mới quyết định rằng là bệnh nhân có được tiếp tục điều trị hay không. Tuy nhiên thì bây giờ người ta đã đưa ra các cái bằng chứng rất là rõ ràng cũng như là các cái chỉ định rõ ràng, chỉ cần một trong các cái chỉ định trên đây dưới đây thì đều là một trong những yếu tố quyết định cho bệnh nhân là bắt đầu điều trị. Thứ nhất đó là bằng chứng về tiến triển của sự xâm lấn tủy xương hoặc là lách to trên 6 cm, hoặc tiến triển hạch to trên 10 cm tiến triển, hoặc là lymphocyte tăng trên 50% trong vòng 2 tháng, hoặc là cái thời gian nhân đôi là dưới 6 tháng. Tất nhiên thì cũng phải loại trừ các cái nguyên nhân mà gây tăng sinh lympho khác, như là bệnh nhân có nhiễm khuẩn, nhiễm virus và các cái nhiễm trùng khác. Về các cái biến chứng tự miễn gồm thiếu máu hay là giảm tiểu cầu kém đáp ứng corticoid, các cái triệu chứng ở ngoài cơ quan ngoài hạch, các cái triệu chứng liên quan đến bệnh như là giảm cân, mệt mỏi, sốt và đổ mồ hôi trên đêm trên 1 tháng thì đều là một trong những cái triệu chứng để quyết định cái việc điều trị cho bệnh nhân. Em xin phép điểm qua một chút về lịch sử phát triển của các cái thuốc điều trị CLL. Thì trước năm 1997 thì chủ yếu là hóa trị liệu với các cái phác đồ như là cyclophosphamide, chlorambucil kết hợp với lại là prednisolone hoặc là fludalabine. Tuy nhiên thì đến năm 2000 đến 2002 thì cái rituximab thì đã mở ra một cái giai đoạn mới trong việc là kết hợp với rituximab với lại hóa trị để điều trị cho bệnh nhân, thì cũng có được những cái thành tựu rất là tích cực. Vào đến năm 2014 thì ibrutinib được thông qua để mà điều trị cho các bệnh nhân COL, là một trong những bước tiến mới trong việc điều trị COL cho bệnh nhân. Với các phác đồ truyền thống, theo phác đồ của Bộ Y tế năm 2014 thì đối với các bệnh nhân không có đeo SCR sẽ dùng obinutuzumab và chlorambucil, và có đeo 17P thì sẽ dùng alemtuzumab và rituximab. Các cái phác đồ khác thì rất là không được quan tâm, giống như là ibrutinib, obinutuzumab và chlorambucil không được quan tâm lắm, bởi vì trong cái giai đoạn đấy thì mình chưa có thuốc, cũng như rằng là cái
cái giá thành của các cái thuốc đấy thì đều rất là cao. Nếu như mà có thuốc cũng là một cái việc mà bệnh nhân khó tiếp cận được. Và các cái phác đồ từ những cái khuyến cáo trước của Bộ Y tế năm 2014 thì người ta đã đưa ra rằng là các cái độc tính thường gặp thì phần lớn là có cái giảm bạch cầu hạt. Các cái độc tính như là nhiễm trùng hoặc là đối với những bệnh nhân cao tuổi á, thì cái độc tính nhiễm trùng cũng tăng lên theo cái phác đồ mà ba thuốc RFC. Và cái tỷ lệ mà gặp các cái ung thư thứ phát á, thì đối với phác đồ RFC là 6,1% và đối với RB là 3,6%. Vào đến năm 2016, Philip Thompson đã đưa ra một cái cây phác đồ tương đối về việc là điều trị cho cái bệnh nhân mà mới chẩn đoán COL với dựa theo các cái tiêu chuẩn về đột biến, như là bệnh nhân có đột biến TP53 thì sẽ điều trị theo cái hướng là ức chế kinase, và đột biến bệnh nhân mà có cái đột biến IGSV thì sẽ thường đáp ứng với hóa trị liệu và anti CD20 hơn. Và cái cơ sở khoa học của cái việc đưa ra một cái cây phác đồ như thế là bởi vì là người ta nhận thấy rằng là cái TP53 thì nó sẽ giúp cho kích hoạt các cái tế bào lanh khô trải qua cái quá trình chết theo chu trình, và ngược lại khi mà TP53 mà bị đột biến hoặc mất chức năng thì cái quá trình này của bệnh nhân không được kích hoạt, do đó thì bệnh nhân bị mất cái đoạn 17P13 hoặc là đột biến TP53 thì có phản ứng rất kém với các cái chế độ hóa trị liệu bao gồm như là fludarabine, cyclophosphamide, rituximab, bendamustine. Nhưng mà bên cạnh đó thì ibrutinib, idelalisib hoặc là venetoclax thì không phát huy cái hoạt tính kháng bạch cầu của chúng thông qua cơ chế gây độc gen. Do đó thì hoạt động của các cái thuốc này thì bất kể các cái rối loạn TP53 thì đều được diễn ra. Và cái đột biến IGSV thì ảnh hưởng đến cái động học tái phát, do đó thì kéo dài thời gian sống không bệnh và cái thời gian sống toàn bộ của bệnh nhân. Đấy cũng là một trong những cái cơ sở để mà người ta đưa ra cái phác đồ như trên ạ. Và có một cái nghiên cứu về cái thời gian sống không bệnh kéo dài giữa cái nhóm mà có cái đột biến IGSV và cái đột biến mà và không có cái đột biến IGSV trên bệnh nhân điều trị FCR thì thấy rằng là cái thời gian sống không bệnh của bệnh nhân của cái nhóm mà có cái đột biến IGSV đấy thì tăng hơn và cao hơn, có ý nghĩa thống kê so với lại cái nhóm mà không có cái đột biến này. Ở đây là một cái bảng về ý nghĩa lâm sàng của các đột biến, thì dựa theo đó thì bệnh nhân có cái DEN17P hoặc là TP đột biến TP53 thì là có cái đáp ứng rất là kém đối với hóa trị liệu. Tuy nhiên thì những bệnh nhân mà có cái đột biến IGSV thì lại dẫn đến rằng là một cái thời gian mà lùi bệnh kéo dài cho bệnh nhân khá là tốt nếu như mà bệnh nhân được sử dụng cái thuốc mà ức chế kinase. Đặc biệt là còn đối với những bệnh nhân mà có cái đa tổn thương nhiễm sắc thể thì thường là cũng đáp ứng rất là kém với lại hóa trị liệu. Khi mà người ta đưa ra được các cái yếu tố nguy cơ dựa trên các cái đột biến đấy thì đã làm thay đổi cái mô hình mà phân loại giai đoạn và tiên lượng bệnh của bệnh nhân với cái mô hình Rye và Binet tiên lượng năm 1975 rồi năm 1981 thì đến hiện tại thì người ta đã đưa ra cái mô hình về tiên lượng bao gồm có tuổi, tình trạng lâm sàng beta 2 microglobulin, DEN17P, TP53 đột biến hoặc là IGSV hoặc là các cái tình trạng về tiến triển bệnh của bệnh nhân. Như các anh chị được biết là hiện tại thì các cái thuốc mà điều trị COL thì đã phong phú hơn rất là nhiều so với trước. Trước đây thì hầu như là mình chỉ có các cái thuốc hóa trị và sau đó thì mình có rituximab là cái gần như là cái thuốc mà cứu cánh cho các bệnh nhân mà khó đáp ứng hoặc là các bệnh nhân mà dai dẳng. Tuy nhiên thì sau năm 2014 thì mình đã có thêm các cái thuốc về ibrutinib, acalabrutinib,
các cái thuốc này thì nó đóng vai trò trong cái việc ức chế cái proton tyrosine kinase, và nó hoạt động bất kể rằng là cái đột biến của bệnh nhân là có đột biến TP53 hay là có hoặc không có cái đột biến IGFV ở trên bệnh nhân ạ. Và do đó thì cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân đã được thay đổi và cập nhật mới theo từng năm ạ. Như là theo cái tạp chí Cancer năm 2021, người ta đã đưa ra cái phác đồ là nếu như mà bệnh nhân mà chưa có để chỉ định điều trị thì người ta theo IWCLL 2018 ấy, thì là người ta sẽ chỉ chờ đợi và theo dõi bệnh nhân. Tuy nhiên nếu như một khi có chỉ định điều trị rồi, người ta sẽ điều trị theo các cái yếu tố tiên lượng, như là bệnh nhân mà có cái đột biến TP53 hoặc là DEL17P hoặc là không có cái đột biến IGFV, thì khi đấy thì người ta trong tất cả các cái phác đồ đối với bệnh nhân cao tuổi hay là thấp tuổi, người ta đều lấy cái ibrutinib là cái bước điều trị hàng đầu. Ngoài ra thì người ta có thể sử dụng thêm các cái phác đồ khác đối với bệnh nhân cao tuổi như là venetoclax hoặc là obinutuzumab. Còn đối với những bệnh nhân mà TP không có TP53, không có đột biến TP53 hoặc DEL17P hoặc là có cái đột biến IGFV, tức là có cái yếu tố tiên lượng tốt ấy, thì là người ta cũng đã đưa ibrutinib vào cái điều trị hạng 1 và kết hợp với đó nữa là có các cái điều trị về hóa trị như là fludarabine kết hợp với cyclophosphamide và rituximab ạ. Và kể cả đối với những bệnh nhân mà trên 65 tuổi thì cái clarambucin thì đã được cái đưa xuống là cái hàng cuối cùng ạ. Tức là nó là cái lựa chọn mà cuối cùng cho các bệnh nhân rồi. Và hiện tại bây giờ thì có các cái thuốc mà tối ưu hơn hẳn như là ibrutinib, rituximab và obinutuzumab, là hoặc là acalabrutinib, obinutuzumab để điều trị cho bệnh nhân ạ. Theo ESMO thì người ta cũng 2020 thì họ cũng đã đưa ra được các cái phác đồ mà dựa theo các cái yếu tố tiên lượng như là có hay là không có IGFV hoặc là có hay không có cái đột biến TP53 hoặc là DEL17P ạ. Và với cái nhóm mà tiên lượng tốt tức là có cái đột biến về IGFV và không có cái đột biến về TP53 thì người ta cũng khuyến cáo là các cái bệnh nhân thì có thể dùng hóa trị liệu miễn dịch hoặc là sử dụng ibrutinib là khuyến cáo hàng 1A đấy ạ. Thế còn đâu là các cái bệnh nhân mà có các cái tiên lượng xấu như là có cái đột biến TP53 hoặc DEL17P hoặc là IGFV thì người ta đã sử dụng cái ibrutinib là cái hàng đầu của bệnh nhân. Hoặc là đối với những bệnh nhân có thể người ta có thể sử dụng các cái phác đồ khác, ví dụ như là ibrutinib hoặc là acalabrutinib kết hợp với lại là venetoclax hoặc là obinutuzumab ạ. Theo up to date 2022 thì cũng đưa ra được các cái khuyến cáo gần như là tương tự ạ. Và theo NCCN version 3 năm 2022 thì người ta thấy rằng là ưu tiên sử dụng acalabrutinib hoặc là ibrutinib cho những cái bệnh nhân mà dưới 65 tuổi không có bệnh đi kèm hoặc là trên 65 tuổi và có nhiều bệnh đi kèm. Tức là để thấy rằng là xét về nhiều khía cạnh, người ta cũng đã xác định rằng là acalabrutinib hoặc là ibrutinib là được, sẽ giúp cho các cái bệnh nhân mà có nhiều các cái yếu tố nguy cơ, nhiều các cái yếu tố về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân, bệnh nền của bệnh nhân có được một cái phương pháp điều trị tối ưu hơn so với trước. Về Bộ Y tế 2022 cũng đã kịp cập nhật tất cả những cái thuốc mới mà để điều trị được cho các bệnh nhân CLL. Thì bệnh nhân có đột biến TP53 hoặc là DEL17P thì dùng thuốc điều trị đích như là ibrutinib hoặc ức chế proton tyrosine kinase khác hoặc là ibrutinib hoặc là các thuốc ức chế khác kết hợp với lại rituximab cho đến khi mà bệnh tiến triển. Còn đối với những bệnh nhân mà không có đột biến TP53 hoặc DEL17P thì đối với những bệnh nhân mà có đột biến IGFV thì người ta cũng xác định rằng là người ta sẽ điều trị các cái đa hóa trị liệu miễn dịch như FCR, FCO, BR hoặc là ibrutinib cũng đã được đưa lên các cái phác đồ hàng đầu. Còn đối với bệnh nhân mà không có đột biến IGFV tức là nó là một cái yếu tố tiên lượng xấu rồi thì cũng đã được đưa ibrutinib là điều trị hàng đầu cho bệnh nhân ạ.
Như vậy thì trong tất cả các cái phác đồ thì các anh chị thấy là ibrutinib đã mang cái lại cái hiệu quả mới trong cái việc điều trị COL đấy. Thì cũng xin điểm qua một chút rằng là ibrutinib là cái thuốc ức chế proton tyrosine kinase thế hệ đầu tiên và thành viên của nhóm tinarotec, là một phân tử tín hiệu quan trọng của thụ thể kháng nguyên tế bào B và cái con đường thụ thể cytokine. Và cái con đường này thì liên quan đến sinh bệnh học của một số bệnh lý ác tính dòng lympho B, không phải là chỉ riêng về COL mà còn là B cell lymphoma. Và vai trò then chốt của proton tyrosine kinase thì trong dẫn truyền tín hiệu thông qua các chủ thể bề mặt tế bào B, dẫn đến hoạt hóa các con đường cần thiết cho tế bào B hướng động và hóa động và bám dính á. Và các cái nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy là ibrutinib thì ức chế một cách hiệu quả sự tăng sinh và sự sống còn của tế bào B ác tính á. Và nghiên cứu gần đây nhất vào năm 2019 của Petra Lanzerben được công bố vào năm 2022, người ta đã nghiên cứu rằng là người ta sử dụng ibrutinib hoặc và một nhóm thứ hai đó là sử dụng giả dược trên những bệnh nhân mà COL mà các cái giai đoạn sớm á, các giai đoạn sớm giống như là tôi vừa nói ở theo Rai hoặc là Binet ạ. Thì người ta cũng đánh giá rằng là người ta đã xác định cái thời gian mà sống không bệnh của bệnh nhân đối với những bệnh nhân mà sử dụng ibrutinib là cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng giả dược. Đây cũng là một cái hướng để mà mình có thể suy nghĩ cũng như là đưa vào áp dụng trong cái thời gian tới đối với các bệnh nhân mà giai đoạn sớm, nếu như mà có những cái triệu chứng mà làm cho bệnh nhân mà chỉ cảm thấy là khó chịu thôi cũng có thể nên được đưa vào sử dụng thuốc sớm cho bệnh nhân. Về cái nghiên có một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu Resonate 2 và so sánh cái việc điều trị ibrutinib với chlorambucil trên bệnh nhân bạch cầu cạn mạn dòng lympho chưa điều trị, thì cái nghiên cứu này là người ta tiến hành rất là lâu ạ, và nghiên cứu phân tích ban đầu rồi phân tích 3 năm, phân tích 5 năm, phân tích 7 năm với thiết kế nghiên cứu ngẫu nhiên là 1:1 với một nhóm bệnh nhân là sử dụng ibrutinib và một nhóm bệnh nhân là sử dụng liều chlorambucil liều tiêu chuẩn ạ. Và khi mà đánh giá cái VSF của bệnh nhân thì cũng nhận thấy rằng là cái giá trị của những bệnh nhân mà sử dụng ibrutinib đối so với cái bệnh nhân chlorambucil về thời gian sống không bệnh, thời gian sống không bệnh và cái điểm theo dõi là 18,4 tháng thì cao hơn có ý nghĩa thống kê. Và cái thời gian mà theo dõi đến khi mà 74 tháng cũng cho thấy rằng là cái ibrutinib thì phát huy cái khả năng mà làm tăng cái thời gian sống không bệnh của bệnh nhân lên đáng kể với P vẫn nhỏ hơn 0,05. Và đối với các cái phân tích dưới nhóm dựa trên các cái yếu tố tiên lượng như là DEN11Q hoặc là IGSV thì đều cho thấy rằng là bệnh nhân mà có sử dụng ibrutinib thì có được cái hiệu quả hơn hẳn với cái thời gian sống không bệnh ấn tượng hơn hẳn ạ. Thời gian theo dõi trung bị đối 18,4 tháng đối với thời gian sống toàn bộ thì thấy là ibrutinib và chlorambucil cũng mang lại cái thời gian sống toàn bộ của ibrutinib thì cao hơn với P bằng 0,001 ạ. Và theo dõi đến khi mà 74,9 tháng thì vẫn cho thấy rằng là cái hiệu quả tốt của ibrutinib so với chlorambucil và cái đáp ứng toàn bộ của bệnh nhân của cái nhóm ibrutinib và chlorambucil cũng cho thấy cái sự khác biệt đáng kể ạ. Một cái nghiên cứu khác về cái việc mà điều trị ibrutinib so sánh với lại là điều trị hóa trị liệu tiêu chuẩn ạ. Thì người ta cũng phân ra làm hai cái nhóm ngẫu nhiên, một nhóm thì được điều trị bằng ibrutinib và một nhóm thì đã được điều trị bằng hóa trị liệu miễn dịch. Hóa trị liệu miễn dịch này các anh chị có thể thấy rằng là bệnh nhân được điều trị các cái phác đồ như BA rồi FCR hay là chlorambucil thì đều được xếp vào cái nhóm đấy ạ. Và cũng cho thấy rằng là cái thời gian mà ở đây người ta không nói là cái thời gian sống không bệnh, tức là người ta nói rằng là thời gian mà tính đến cái thời gian mà người ta phải điều trị bắt đầu điều trị lại ạ. Thì là cái nhóm mà sử dụng ibrutinib thì cũng đạt được cái hiệu quả đáng kể so với cái nhóm sử dụng hóa trị liệu tiêu chuẩn với P đều nhỏ hơn 0,01 ạ. Và đối với nhóm mà có giữa cái nhóm mà sử dụng ibrutinib của cái nhóm mà có cái yếu tố tiên lượng xấu ấy,
Và cái đối với cái nhóm mà không có yếu tố tiên lượng xấu á, thì có sự khác biệt, tuy nhiên thì người ta thấy rằng là P nó nhỏ hơn 0,06, tức là cũng chưa đạt được cái hiệu quả quá là cao hơn so với những cái nhóm khác. Tuy nhiên thì ibrutinib lại giúp cho cái thời gian mà từ khi mà kết thúc điều trị cái lần đầu cho đến khi mà phải điều trị lần sau của bệnh nhân tổng thể chung thì cũng rất là cao ạ. Về nghiên cứu E1912, người ta đã so sánh cái việc điều trị ibrutinib kết hợp với rituximab với lại hóa trị liệu miễn dịch trên bệnh nhân bạch cầu mạn dòng lympho. Tức là trước đó là một cái nghiên cứu về ibrutinib đơn độc và bây giờ là một cái nghiên cứu về ibrutinib kết hợp với rituximab. Trong cái đó thì ibrutinib thì được điều trị chu kỳ 1 là đơn độc, sau đó thì kết hợp với rituximab bắt đầu từ chu kỳ 2 đến chu kỳ 7 ạ. Còn một cái nhánh thứ hai là điều trị fluorouracil cyclophosphamide và rituximab ạ. Thì cũng cho được các cái kết quả về nghiên cứu với thời gian trung vị theo dõi là 33,6 tháng, là có cái thời gian sống tiến triển không bệnh của cái nhóm ibrutinib rituximab là 89,4% và đối với nhóm mà hóa trị liệu tiêu chuẩn là 72,9% ạ. Với P nhỏ hơn 0,001 ạ. Và khi mà theo dõi, thời gian theo dõi đến 48 tháng thì cái lợi ích về PSF thì vẫn được tiếp tục duy trì và ổn định theo thời gian ạ. Và khi mà phân tích cái thời gian sống không bệnh của bệnh nhân theo các cái nhóm nguy cơ về đột biến, có đột biến IGSV và không có đột biến IGSV thì thấy rằng là ở cái nhóm mà có đột biến IGSV thì cái ibrutinib và rituximab thì đã phát huy cái vai trò của mình tốt hơn hẳn so với lại là cái nhóm điều trị hóa trị liệu tiêu chuẩn. Trong khi mà ở cái nhóm đột biến IGSV thì bản thân là bệnh nhân đã có cái tiên lượng tốt rồi, cho nên là cả cái nhóm mà điều trị ibrutinib rituximab và cái hóa trị liệu tiêu chuẩn thì đều đạt được cái thời gian sống không bệnh rất là tốt ạ. Và khi theo dõi 48 tháng cũng như vậy ạ, để thấy rằng là cái đối với cái nhóm mà không có cái đột biến IGSV thì không có sự khác biệt có ý nghĩa về PSF giữa hai nhóm. Tuy nhiên thì đối với cái nhóm mà không có đột biến thì có cái sự khác biệt tương đối rõ. Và cái thời gian sống toàn bộ của cả hai cái nhóm này thì mình nhìn ở trên cái lược đồ này thì cũng thấy rằng là có vẻ như là cái thời gian mà sống toàn bộ của bệnh nhân thì đối với ibrutinib và rituximab á, thì là cái thời gian sống toàn bộ tại cái thời điểm 3 năm á, là 98,8%, trong khi đó thì cái nhóm mà hóa trị liệu là 91,5%. Một cái nghiên cứu GLOW về điều trị cái ibrutinib kết hợp với venetoclax và so với cái nhóm clorambucil kết hợp với obinutuzumab ở trên những bệnh nhân mà mới được chẩn đoán. Đây là một cái nghiên cứu pha 3, người ta đã chia ra hai cái nhóm bệnh nhân ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 với cái tổng số bệnh nhân là 211 bệnh nhân. Và khi mà đánh giá cái PSF với ibrutinib và cộng với venetoclax thì cũng đã đạt được cái khoảng thời gian sống không bệnh ở tại thời điểm 28 tháng là 80,5%, trong khi đó cái nhóm bệnh nhân mà điều trị clorambucil kết hợp với obinutuzumab là chỉ được 35,8% đó, và P nhỏ hơn 0,000 ạ. Và khi mà người ta đánh giá cái MRD, tức là đánh giá cái lùi bệnh hoàn toàn của bệnh nhân với cái tỷ lệ là dưới 10^-4 thì thấy rằng là cái phác đồ mà ibrutinib kết hợp với venetoclax thì có ưu điểm hơn hẳn so với lại là clorambucil kết hợp với obinutuzumab, kể cả khi mà đánh giá mẫu tủy xương và cái mẫu về máu ngoại vi ạ. Và ở đây người ta thấy rằng là nếu như mà đánh giá với cái điểm là MRD là dưới 10^-5 thì ibrutinib kết hợp với venetoclax cũng mang lại cái giá trị ấn tượng. Khi mà để thấy rằng là cái ibrutinib kết hợp với venetoclax đã mang lại cái việc mà lùi bệnh sâu cho bệnh nhân điều trị CML. Và một cái nghiên cứu khác về cái điều trị ibrutinib kết hợp với ibrutinib, về cái điều trị ibrutinib với lại là ibrutinib kết hợp với rituximab cũng là một cái nghiên cứu pha 2, thì thấy được tác giả Jan Berger thì xuất bản vào năm 2019, thì cho thấy rằng là
cái tỷ lệ mà đáp ứng của bệnh nhân ấy, thì đối với cả hai nhóm ibrutinib hoặc là ibrutinib kết hợp với lại là rituximab mà đáp ứng tốt ấy, thì là cũng và tổng cái đáp ứng đấy thì đều là khá là tương đồng nhau ạ. Tuy nhiên thì các anh chị có thể thấy rằng là trong cái nhóm mà điều trị lần đầu đấy ạ, thì cái tỷ lệ mà đáp ứng hoàn toàn ở cái nhóm ibrutinib kết hợp với rituximab thì lại cao hơn hẳn ạ, với 50%. Trong khi đó thì là ở cái nhóm mà chỉ điều trị ibrutinib đơn độc thôi thì chỉ được 20% là lui bệnh hoàn toàn đấy ạ. Và cái PSF và ở những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao như là đen 17P hoặc là có yếu TP53 hoặc là đen 11Q thì cũng cho thấy rằng là ibrutinib kết hợp với lại là rituximab kể cả nhóm mà có cái đột biến này hay là cái nhóm mà không có cái đột biến này thì đều có mang lại cái giá trị ấn tượng. Và còn một cái vấn đề nữa đối với những bệnh nhân COL mà để các bác sĩ lâm sàng người ta đưa ra cái quyết định điều trị cho bệnh nhân đấy là chất lượng có cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân hay không ạ. Thì vào năm 2022, đây là một cái nghiên cứu rất là mới đấy của Catherine, thì tác giả này đã đưa ra cái tiêu chuẩn để nói về cái chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân COL, đấy là về tiêu chuẩn về tinh thần và tiêu chuẩn về thể chất. Người ta đã đánh số điểm từ 0 đến 80 để xem rằng là các cái bệnh nhân mà điều trị COL đấy thì người ta có thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống của người ta có nâng cao hay không ấy. Thì thấy rằng là các cái nhóm bệnh nhân mà điều trị với ibrutinib kể cả cái điều trị hàng 1 cũng như là cái điều trị mà sau khi tái phát hoặc là tổng cái số điều trị thì đều cao hơn so với cái nhóm bệnh nhân mà không điều trị với ibrutinib. Thì để thấy rằng là tuy rằng là cái việc mà thuốc thì mới thật, tuy nhiên thì nó lại mang lại cái hiệu quả mà làm cho người bệnh của mình hài lòng hơn và cảm thấy rằng là cái chất lượng của người ta, cuộc sống của người ta cao hơn, cũng là một cái vấn đề mà các bác sĩ lâm sàng thì cân nhắc trong việc là quyết định điều trị cho bệnh nhân ạ. Và em xin phép được kết luận là điều trị bệnh nhân COL thì là một cái quyết định điều trị mà mang tính cá thể hóa và nó phụ thuộc vào rất là nhiều các cái yếu tố. Thứ hai đó là lựa chọn cái phương án tối ưu thì dựa vào cái đặc điểm của bệnh, thể trạng của bệnh cũng như là các cái yếu tố tiên lượng của bệnh. Và phác đồ thường được dùng tại Việt Nam hiện nay đây là có FCR, RB và gần đây thì ibrutinib đã được đưa vào điều trị hàng 1 của Bộ Y tế. Và ibrutinib thì tỏ ra là có ưu thế về tính tiện dụng cũng như đáp ứng tốt hơn so với các cái liệu pháp hóa chất và tăng cái mức độ hài lòng của người bệnh ạ. Bài trình bày của em đến đây là kết thúc ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bùi Thu Hương. Thì, sau cái bài của bác sĩ Bùi Thu Hương thì xin mời bác sĩ, tại vì là có một số cái câu hỏi của phía trước thì vẫn mong muốn được trả lời. Nên là xin mời cả bốn bác sĩ lên, ta có một số cái thảo luận liên quan đến cả hai phiên. Xin mời tiến sĩ Trung, bác sĩ Lan Hương, tiến sĩ An và bác sĩ Bùi Thu Hương. Đầu tiên thì tôi phải rất là cảm ơn các quý đồng nghiệp vẫn còn ngồi hôm nay, bây giờ là 4:30 rồi, 16:30 mà chúng ta còn một cái thời gian để chúng ta thảo luận. Với thứ hai là các bác sĩ nào mà muốn có cái chứng chỉ của Trung tâm Đào tạo Chuyển đổi tuyến của Bình Mai cấp thì chúng ta sẽ làm tiếp cái test mà sau khi chúng ta có cái buổi đào tạo này. Cũng thông báo các bác sĩ là nếu bác sĩ nào là chuyên ngành y học thì chúng ta cũng làm.
vì kinh phí của cái chứng chỉ này ấy là không phải mất tiền, nên là chúng ta cứ làm thôi, đúng không ạ? Kính thưa các quý đồng nghiệp, thì sau hai bài báo cáo của tiến sĩ An cũng như bác sĩ Bùi Thu Hương về cái chủ đề liên quan đến Nosimiking dòng bạch cầu lympho, thế thì đầu tiên ấy là cái bài của tiến sĩ An là chủ yếu là nói về các cái trường hợp mà khó và cái việc mà chúng ta chẩn đoán nó bằng các cái phương pháp rất là thông thường, đấy là flow và hình thái tế bào, để có thể chẩn đoán được những cái trường hợp mà nó bị lẫn giữa cái u lympho với lại Nosimiking dòng bạch cầu lympho. Và cái nhóm bệnh mà chủ yếu là trong Nosimiking là tế bào B, thì vẫn còn có nhóm mà tế bào T. Cái đấy là cái bài đầu tiên của bác sĩ của tiến sĩ Vinh An. Cái bài thứ hai thì với những cái nghiên cứu và những cái hướng dẫn mới của năm 2022 cũng giống như là các cái hướng dẫn của Bộ Y tế, thì cho thấy rằng cái việc chúng ta điều trị Nosimiking cho đến thời điểm bây giờ thì thấy rằng là ở Việt Nam ta đang ở đâu, và chúng ta phải cần phải tiếp tục để có những cái thuốc mới. Mà qua cái bài báo cáo của bác sĩ Bùi Thu Hương thì thấy rằng là các thuốc mới này nó có hiệu quả rất là tốt cho cái nhóm bạch cầu và tăng sinh dòng lympho mãn tính. Chúng ta biết rằng là đối với cái bệnh này thì cái đời sống bệnh nhân rất là dài. Thế thì được các cái thuốc đưa vào ấy, chúng ta phải thấy rằng là nó phải dài hơn hay là nó như thế nào đối với cái chất lượng sống, cái là cái thời gian sống của bệnh không tiến triển, cũng như là cái thời gian tổng thời gian sống của bệnh nhân, thì chúng ta cũng phải tiến tới để theo các cái hướng dẫn mới nhất để chúng ta làm tốt hơn cho người bệnh. Chứ không nhiều khi bác sĩ nghĩ rằng là đối với Nosimiking dòng bạch cầu hạ, Nosimiking dòng bạch cầu lympho thì thời gian sống rất là dài rồi, thì chúng ta có cần phải thêm các thuốc mới mà giá trị nó rất là đắt hay không? Thì tôi nghĩ rằng là với bài báo cáo của bác sĩ Bùi Thu Hương ấy, thì cho chúng ta thấy rằng cái hiệu quả nó tốt hơn rất là nhiều, và cá thể hóa đối với từng cái người bệnh với các đột biến khác nhau, thì chúng ta sẽ cần phải có cái cách để điều trị phù hợp nhất đối với người bệnh. Tiếp theo chương trình thì chúng ta có ai có câu hỏi nào mà cần phải thảo luận đối với các báo cáo viên không ạ? Và câu này hỏi của bác sĩ, của tiến sĩ Vinh An. Và các bạn có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là các kết quả âm dương của các marker trong Nosimiking dòng bạch cầu hạt CD5 và CD23 có thay đổi theo giai đoạn bệnh và quá trình điều trị hay không? Câu hỏi này thứ nhất là tôi xin trả lời là tính về độ bền vững thì gần như là không. Và đây cũng là một trong những marker người ta được dùng để theo dõi quá trình điều trị của CD5 và CD23. Tuy nhiên là để theo dõi quá trình điều trị thì ở đây bạn đang dùng từ là có thay đổi theo giai đoạn bệnh và quá trình điều trị hay không. Thì trước hết là trước khi điều trị bạn cũng sẽ phải làm, và cái panel bạn sử dụng nó phải có đủ cả CD5 và CD23 dương tính đồng thời trên quần thể CD19. Sau đó thì mới tính được, bởi vì lúc này CD5 và CD23 là những cái CD của dòng T lympho được coi như là những cái dấu hiệu ác tính thì trên quần thể tế bào B lympho. Và vì thế nên là bạn phải làm flow cytometry trước khi mà bạn có điều trị. Và sau đó thì đến khi sau điều trị, bạn dùng nó giống như một theo dõi MRD vậy. Câu hỏi thứ hai, trong trường hợp triệu chứng lâm sàng nghi ngờ Nosimiking mãn tính, nhưng kết quả có marker đại diện cho Nosimiking dòng mãn tính, ví dụ như CD5, CD23, âm tính và ngược lại, thì bác sĩ lâm sàng và bác sĩ giải phẫu bệnh nên làm gì tiếp theo? Câu trả lời thứ nhất là tôi muốn nói về cái phần của giải phẫu bệnh và lâm sàng. Thì bác sĩ giải phẫu bệnh thì ở đây bạn đang dùng từ giải phẫu bệnh có nghĩa là bạn đang nói đến việc nhuộm hóa mô miễn dịch. Còn ở đây chúng tôi đang trình bày về các cái dấu ấn trên tế bào còn sống. Là theo Hiệp hội Euroflow thì chẩn đoán đối với Nosimiking dòng lympho là bằng flow cytometry trên tế bào sống. Giải phẫu bệnh họ làm trên tế bào chết. Việc thứ hai là bạn chẳng hỏi rằng là triệu chứng lâm sàng mà nghi ngờ nhưng các marker đại diện cho CD5 và CD23 âm tính
Thì đương nhiên là lúc này thì bạn sẽ phải thấy rằng là nếu như ngoài CD5 và CD3 bạn phải dựa vào các marker khác cùng với sự kết hợp của lâm sàng, các biểu hiện của lâm sàng, ví dụ như hạch, biểu hiện ngoài da, biểu hiện tại các khối u trong tạng đặc và thậm chí là các biểu hiện của khối u trong não, ví dụ như đối với một số các u lympho thể não mà chúng tôi đã gặp, để các bạn dựa vào cả một cái panel với 20 đến 24 các loại CD khác nhau của dòng B lympho để dùng để chẩn đoán, chứ không phải là chỉ dựa vào mỗi B CD5 và CD23. Nếu đã nghi ngờ là một cái vạch cầu mạng dòng lympho thì ở đây nó có thể có sự tăng sinh của dòng lympho B, nhưng nó thuộc về các bệnh lý khác của dòng lympho B. Có một câu hỏi khác là có thể phân biệt giữa vạch cầu mạng dòng lympho và u lympho tế bào nhỏ khi CD5 và CD23 âm tính hay không ạ? Tôi xin thưa với bạn là thông thường như tôi đã nói ở trên thì gần đây thì Stanford tháng 5 năm 2022 cho rằng là CD23 bền vững hơn trong tế bào chẩn đoán dòng trong các sự tăng sinh mãn tính của dòng B lympho để chẩn đoán một leukemia dòng bạch cầu hạ, dòng bạch cầu lympho, hay là một tế bào u lympho tế bào nhỏ là CD23 sẽ chiếm tới 83% và CD5 thì chiếm tới 80%. Phân biệt trong hai cái này là âm tính thì ở đây không có marker khác để sử dụng. Và vì thế nên lúc này sẽ được cân nhắc giữa một tình trạng tăng của tế bào B lympho khác là CD19 dương tính, và cũng như câu hỏi lúc nãy là sẽ dựa vào các panel của các tế bào B lympho khác phù hợp với cái nào, chúng ta sẽ có những cái định hướng để kết hợp trao đổi với bác sĩ lâm sàng cộng với lại các đột biến gen đặc trưng cho từng thể bệnh của các u lympho hoặc là các bệnh lý khác trong hội chứng tăng lympho mà không liên quan gì đến các cái vạch cầu mạng dòng lympho cả. Xin hết ạ. Hai câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Bùi Thu Hương. Thì trước khi mà bác sĩ Hương trao đổi câu hỏi thì chúng ta cũng phải xác định như này này, đối với việc chúng ta chẩn đoán giữa cái u lympho nói chung đấy, và trong đó đặc biệt là u lympho tế bào nhỏ với cái leukemia dòng bạch cầu lympho, thì chúng ta phải dựa vào cái gì, những cái trường hợp nó dễ, có nghĩa là nó rõ về các tiêu chí chẩn đoán rồi chúng ta không phải nói lại nữa, bởi vì nó có tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn đó là trong các cái được WHO nó công bố, và cái việc chúng ta làm đấy là hoàn toàn là rất dễ dàng. Nhưng đối với cái nhóm mà chúng ta thấy rằng nó lẫn thì chính vì nó lẫn ấy, vì nó là bệnh lý ác tính dòng lympho, cho nên có những cái mà nó giữa cái việc leukemia dòng lympho và cái u lympho, đặc biệt là u tế bào nhỏ, thì chúng ta thấy rằng là những trường hợp như thế chúng ta phải chẩn đoán nó, và nó khó ở chỗ đó. Và hôm nay thì bác sĩ Vinh An, tiến sĩ Vinh An ấy thì có trao đổi về các trường hợp khó đấy. Chứ còn về nói chung là chúng ta phải dựa vào các cái tiêu chí chẩn đoán và cái tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO để chúng ta chẩn đoán những cái bệnh lý nói chung về leukemia dòng bạch cầu lympho cũng như là u lympho, đặc biệt là u lympho tế bào nhỏ. Tôi nói thêm một cái trường hợp nữa, đấy là trường hợp khó nữa ấy, là chúng tôi đã từng gặp, là đối với leukemia chúng ta hiểu là leukemia chủ yếu là tế bào B, lympho tế bào B, đúng không? Thế thì cái câu chuyện là có những trường hợp chúng ta thấy trong tủy là tế bào B, nhưng mà ta làm flow máu ngoài vi thì là tế bào T. Và tế bào T đây ấy, thì có thể là CD4 hoặc là CD8 các tế bào B, các tế bào T bình thường. Thế thì nhiều trường hợp nếu ta không làm, chúng ta sẽ không biết rằng là cái việc mà cái trong tủy là tế bào B và chẩn đoán là leukemia dòng bạch cầu lympho B, nhưng mà máu ngoại vi lại thấy rằng là tăng sinh các cái tế bào T, nhưng mà T hoàn toàn bình thường hoặc là T đập. Thì đây là những trường hợp rất là khó, và người ta giải thích rằng ấy, là đối với leukemia dòng bạch cầu lympho B ấy, mà đã bất thường, có nghĩa là không có khả năng đáp ứng miễn dịch, thì cái phản ứng của cơ thể ở máu ngoại vi vậy thì là tăng sinh các tế bào lympho T bình thường đấy, và các lympho này là có đáp ứng miễn dịch, và những trường hợp này là đã được công bố trên thế giới và rất hiếm gặp, và chúng tôi đã từng gặp bệnh nhân như vậy. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ Bùi Thu Hương. Có hai cái câu hỏi được đặt ra. Thứ nhất đó là
các cái đột biến DEN11Q, DEN17TP hoặc là TP53 IGFV thì giúp tiên lượng cho đáp ứng đối với phát đồ điều trị hóa chất cũng như là các cái phát đen được xét nghiệm thường quy trước khi bắt đầu điều trị cho bệnh nhân, thì tôi xin trả lời là nên quá đi ạ. Tức là nó là một trong những cái yếu tố để mà mình quyết định cho cái việc là mình điều trị theo cái hướng nào cho bệnh nhân. Chỉ có điều là cái đáp ứng của các cái labo của mình nó được đến đâu, được đến đâu để mà mình có thể có được đầy đủ các cái yếu tố tiên lượng đấy để mà quyết định được cái hướng điều trị cho bệnh nhân tốt nhất. Còn đâu thì dựa theo các cái nghiên cứu, dựa theo các cái hướng dẫn mới nhất của các cái tổ chức thì đều người ta đều lựa chọn cái phác đồ điều trị dựa trên các cái yếu tố đột biến này. Cho nên rằng là nếu như mà có thể có điều kiện để làm thì tất nhiên là mình sẽ làm trước khi mà bắt đầu điều trị cho bệnh nhân để có hướng điều trị tốt nhất ạ. Câu hỏi thứ hai đó là trong nhóm bệnh nhân COL không triệu chứng thì có triệu chứng, có trường hợp nào cần theo dõi sát và bắt đầu điều trị sớm? Thì cũng xin nói với các anh chị như thế này. Trong cái nhóm COL không triệu chứng thì có rất là nhiều các cái triệu chứng mà người ta nói là dựa theo là RAI dưới 3 hoặc là PNET AB. Thế nhưng mà cũng theo cái hướng dẫn của IWCOL 2018 thì người ta đã nói rất là rõ là các trường hợp nào thì nên bắt đầu điều trị sớm và chỉ cần một trong các tiêu chuẩn đấy là người ta đã bắt đầu điều trị sớm rồi. Tức là chỉ cần là có dấu hiệu của tiến triển bệnh hoặc là bệnh nhân không đáp ứng với corticoid mà dẫn đến là bệnh nhân bị thiếu máu hoặc là bệnh nhân có biểu hiện như là sốt hoặc là giảm sút cân hoặc là bệnh nhân có một cái vấn đề nữa đó là cái việc mà bệnh nhân cảm thấy khó chịu với bệnh. Cái cảm giác khó chịu này nó rất là khó. Thế cũng phải xin chia sẻ với các anh chị như này, nhiều khi bệnh nhân cái cảm giác khó chịu đấy nó rất mơ hồ ạ. Tức là bệnh nhân nói rằng là buổi đêm tôi cứ cảm thấy là tôi bị mất ngủ rất là lâu ạ. Thế thì những cái trường hợp mà khó chịu như này trong một cái nghiên cứu mới nhất thì người ta cũng đã đưa ra rằng là có những trường hợp mà bệnh nhân giai đoạn sớm không triệu chứng nhưng người ta cũng đã bắt đầu điều trị với ibrutinib rồi thì cũng đã làm tăng cái thời gian sống không bệnh của bệnh nhân lên rất là cao hơn hẳn so với cái nhóm mà không điều trị ạ. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy rằng là đối với cái việc mà trước đây người ta hướng dẫn rằng là không điều trị chỉ theo dõi thôi cho cái bệnh nhân mà RAI dưới 3 hoặc VNET AB á, là người ta dựa theo cái vấn đề là tổng cái thời gian sống á, của bệnh nhân nó không thay đổi đối với những bệnh nhân mà có điều trị và không điều trị. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ bệnh nhân cũng như là bác sĩ thì quan tâm nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ạ. Tức là bệnh nhân mà cảm thấy là khi mà điều trị người ta cảm thấy chất lượng cuộc sống của người ta tốt lên rất là nhiều. Đấy cũng là một trong những lý do để mình quyết định điều trị sớm hơn cho bệnh nhân nếu có thể ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Tiếp theo thì vì có buổi hôm nay là phiên thảo luận cho cả hai phiên, cho nên là sau bác sĩ Bùi Thị Hương thì mời bác sĩ Trung hay bác sĩ Lan Hương. Bác sĩ Lan Hương có câu hỏi bác sĩ Lan Hương liên quan đến phiên trước. Câu hỏi của tôi là kết quả từ nghiên cứu determination và ngày càng nhiều thuốc mới được nghiên cứu thì vai trò của ghép tế bào gốc tự thân đối với bệnh nhân đau thủy xương mới chẩn đoán đủ tiêu cực ghép thì sẽ như thế nào, và đặc biệt là ghép tandem. Thì như các bạn đã biết ban nãy trong cái trình bày cái ghép determination, tức là bệnh nhân ghép sớm và bệnh nhân trì hoãn ghép, thì trong cả cái nghiên cứu thì người ta đều thấy rằng là đều có cải thiện cái PFS đối với bệnh nhân. Tuy nhiên là cái OS thì mình cũng đang xem xét ạ. Và hiện tại thì có nhiều thuốc mới, tuy nhiên là ghép cái phương pháp ghép vẫn là cái phương pháp mà điều trị hỗ trợ để nó làm tăng, để làm kéo dài cái thời gian lưu bệnh của bệnh nhân, cho nên ghép vẫn là một cái biện pháp mà hỗ trợ rất tốt cho cái điều trị đau tủy xương ạ. Vấn đề câu hỏi thứ hai nữa là đối với các nghiên cứu điều trị duy trì với hai thuốc, ví dụ DR trong nghiên cứu Griffin thì đang có các kết quả hứa hẹn, thì quan điểm của bác sĩ về điều trị duy trì với hai thuốc thay vì một thuốc, ví dụ như bortezomib hay lenalidomide là như thế nào và nên điều trị duy trì trong bao lâu? Thì vấn đề này thì tôi cũng đã nói ở cái slide gần cuối cùng đấy ạ. Thì hiện tại bây giờ thì theo hướng dẫn đấy mới chỉ là các cái nghiên cứu đơn lẻ thôi, còn cái mà hướng dẫn quan trọng nhất là cái hướng dẫn mà của Bộ Y tế Việt Nam cũng như là các cái hướng dẫn của NCCN hay của Mayo Clinic đưa ra, thì cái điều trị duy trì người ta vẫn dùng là đối với nhóm nguy cơ cao là dùng duy trì bằng bortezomib, và đối với nhóm nguy cơ tiêu chuẩn là duy trì bằng thalidomide. Còn trong cái nghiên cứu review là bổ sung cái daratumumab vào trong cái điều trị duy trì, thì hiện tại thì bây giờ vẫn là đang là nghiên cứu. Và cái thời gian điều trị duy trì trong bao lâu thì đây cũng là một cái vấn đề, như ban nãy tôi có nói, thì khi mình điều trị duy trì kéo dài thì nó sẽ tăng các cái tác dụng phụ của thuốc, tức là có thể gây ức chế tủy, rồi có thể gây ung thư thứ phát,
Chính vì thế cho nên là cái điều trị duy trì thì người ta vẫn đang xem xét. Vì có những phác đồ người ta điều trị duy trì 2 năm, có phác đồ điều trị duy trì 3 năm. Và cũng có tác giả thì nói là điều trị duy trì cho đến khi bệnh tiến triển hoặc là không dung nạp được thuốc. Cho nên là cái thời gian điều trị cụ thể thì vẫn chưa vẫn tiếp tục cần phải nghiên cứu thêm ạ. Xin hết. Vâng ạ, bác sĩ Trung có câu hỏi là MRD thì theo tiêu chí là không có tế bào ung thư trong 100.000 hay 1 triệu tế bào. Cái thứ hai là